An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. I try to stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Yeah, em đừng xa cách hai phương trời.
nhau. Cuộc đêm nay chúng ta có nhau. Em ơi hãy tin, dù cuộc đời còn buồn phiền nhiều, em luôn có anh, ta luôn có nhau mãi mãi. Em ơi sát vai với nhau, cùng đi hết bao đau buồn. Tương lai vẫn luôn sáng tươi, vẫn mong chờ đôi ta. Em yêu ơi, dù còn nhiều trong gai, ta yêu nhau yêu mãi luôn nhé. Sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó.
suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kế tường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Ngày anh đêm ấm lại mùa đông giá mơ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân.
sĩ Phương Hoa với một liên khúc dân ca đồng bằng Bắc Bộ, liên khúc khách đến chơi nhà và mời chầu được gửi tới tất cả quý vị để thay cho những lời mời nước mời trà, thay cho những lời cảm ơn cảm tạ của gia đình họ nhà gái tới sự hiện diện của tất cả quý vị có mặt tại đây. Lúc này thưa quý vị, có lẽ với những giai điệu về âm nhạc đó đã vừa nắm tay tất cả quý vị cùng với chúng tôi để chúng ta cùng bắt đầu bước vào đại lễ ân hỏi của Hồng Nhung và Đức Hiếu. Giờ phút này đây, những nghi thức đó xin phép quý vị chính thức được bắt đầu. Chào đón tới sự hiện diện của các quý vị quan khách đến từ hai bên gia đình nhà trai, nhà gái. Quý vị đã cùng trở về trong đại lễ ân hỏi của Hồng Nhung và Đức Hiếu trong buổi sáng ngày hôm nay. Với những mỹ từ đầu tiên, Mạnh Cường, người kết nối chương trình ngày hôm nay, trân trọng thay lời cho gia đình bên đằng gái, trân trọng cảm ơn tới lòng nhiệt thành, sự hiện diện của toàn thể quý vị đã cùng trở về đây cùng với chúng tôi để chúng ta cùng lan tỏa những giá trị của yêu thương. Với những điều đặc biệt, với những tình cảm mà quý vị đang mang trở về đây, Mạnh Cường cảm thấy rằng những điều đó thật chân quý và cũng cảm thấy rằng quý vị rất xứng đáng để đón nhận thêm những lời cảm ơn nữa đến từ gia đình và ban tổ chức bằng cách sẽ mượn tạm một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị để chào đón và cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, lễ ân hỏi hay còn được gọi là lễ đính hôn là một nghi thức rất quan trọng trong việc gả cưới con cái giữa hai bên gia đình. Lễ ân hỏi được diễn ra sau khoảng thời gian quen biết, tìm hiểu, yêu thương của các cặp uyên ương. Và từ ngàn đời xưa đến bây giờ và mãi tận những ngàn sau, tình yêu luôn luôn là một câu chuyện dài với rất nhiều những diễn tiến đầy cảm xúc và cùng với vô vàn những màu sắc khác nhau. Song vẫn có chung một điểm là khi bước vào tình yêu, khi đôi trái tim đã hòa chung một nhịp đập, thì những đôi uyên ương họ luôn muốn gắn kết lại với nhau trong một mái ấm gia đình, nguyện sẽ mãi mãi như chim liền cánh, như cây liền cành. Và hai bạn Hồng Nhung, Đức Hiếu cũng không nằm ngoài quy luật tất yếu đó. Thưa quý vị, trải qua những năm tháng quen biết, tìm hiểu, yêu thương và đi đến quyết định xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau, thì Hồng Nhung và Đức Hiếu đã trở về thưa chuyện với ông bà, với cha mẹ, thưa chuyện với họ hàng đôi bên, và hai bên gia đình đã có những cuộc mạn đàm, gặp gỡ, thống nhất và chọn một ngày lành đầu tiên để cử hành nghi thức theo phong tục cưới hỏi đầu tiên, đó là nghi thức của lễ chạm ngõ chơi nhà. Sau ngày hôm đó, được sự thống nhất bàn bạc, gia đình nhà trai, gia đình nhà gái cùng đồng thuận cao với ý kiến của hai bên gia đình đã chọn ngày lành, tháng tốt, đó chính là ngày hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2022, nhằm ngày 11 tháng 6 năm Nhâm Dần để long trọng tổ chức đại lễ ân hỏi, lễ xin cưới, lễ nạp tài Hồng Nhung cho Đức Hiếu. Cùng trở về trong đại lễ ân hỏi ngày hôm nay có sự hiện diện đông đủ của toàn thể các quý vị quan khách đến từ bốn họ hai bên gia đình. Vì vậy giờ phút này đây, một lần nữa Mạnh Cường cần lắm những tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị sẽ cùng vang lên để cùng với chúng tôi bắt đầu đại lễ ân hỏi ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong khoảnh khắc yêu thương đầu tiên này, đại gia đình họ nhà gái chúng tôi gồm các quý vị đại biểu đại diện cho gia đình của ông Lê Văn Sơn, bà Nguyễn Thị Hạnh là cha mẹ của Hồng Nhung, có địa chỉ tại số nhà 09, ngõ 214, đường 30 tháng 6, phố Yết Kiêu, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, đang được vui mừng chào đón sự hiện diện của quý vị quan khách bên gia đình nhà trai, gồm các quý vị đại diện cho gia đình của bà Phạm Hồng Thơm, là mẹ của Đức Hiếu, có địa chỉ tại số nhà 04, ngách 2/61 đường Xuân Thành, phố Trung Nhì, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Gia đình nhà trai đang hiện diện trở về đây với đầy đủ thân tộc nội ngoại, trở về đây với những mâm sính lễ đủ đầy để tạo nên dấu ấn đẹp nhất trong đại lễ ân hỏi của Hồng Nhung và Đức Hiếu. Với những sính lễ ngày hôm nay, trước là để kính cáo gia tiên tổ đường gia đình nhà gái, sau là để xin thưa chuyện với gia đình nhà gái, gia đình của ông Sơn, bà Hạnh để xin phép được kết mối lương duyên trăm năm cho hai con Hồng Nhung và Đức Hiếu. Lúc này, để đến với những bước nghi thức cổ truyền ngày hôm nay thì như quý vị đã biết, theo như truyền thống sẽ không thể nào thiếu được với những ý kiến phát biểu của hai vị đại diện trưởng đoàn hai bên gia đình. Lúc này, với những ý kiến phát biểu đầu tiên, để tỏ lòng mến khách thì Mạnh Cường sẽ dành những lời phát biểu đó đến vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà trai. Lúc này sẽ trở lên với sân khấu có đôi lời phát biểu với hai nội dung. Nội dung thứ nhất sẽ giới thiệu thành phần đại diện của gia đình nhà trai. Nội dung thứ hai xin phép được giới thiệu về những sính lễ với những nghi thức cổ truyền và xin phép được tiến lễ đến gia đình nhà gái. Trân trọng kính mời. Kính thưa họ nhà gái, hôm nay về dự
buổi lễ ân hỏi của hai cháu hôm nay có ông bà và các chú ông bà về hôm nay. Kính thưa hai họ, hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình và hai họ chọn ngày tháng tổ chức cho hai cháu, và họ chúng tôi về như thế vào các cụ ông các bà sửa lễ mang đến trước gia tiên báo cáo các cụ ông các bà là hôm nay gia đình chúng tôi đi gồm có ba lễ. Lễ thứ nhất là lễ nhập tài, lễ ăn hỏi. Cái thứ hai là lễ nhập tài. Cái thứ ba là lễ ăn hỏi. Xin chúc các cụ ông các bà xin mời nước. Xin được trân trọng cảm ơn với những ý kiến phát biểu của vị đại diện trưởng đoàn bên gia đình nhà trai. Vừa qua đã có những lời phát biểu với những ý kiến phát biểu đầu tiên. Ông xin phép được giới thiệu về thành phần đại diện của gia đình họ nhà trai. Ông giới thiệu chung có sự hiện diện đông đủ của các quý vị đại biểu đại diện quan khách của gia đình nhà trai đang hiện diện trong ngày lễ ăn hỏi của đôi uyên ương Hồng Nhung và Đức Hiếu. Và một trong những thành viên chủ chốt mà chúng tôi muốn giới thiệu đích danh để ra mắt tới sự hiện diện của tất cả quý vị, đó là sự hiện diện của bà Phạm Hồng Thơm, là mẹ của Đức Hiếu đang hiện diện ở đây. Xin mời bà đứng lên để ra mắt tới sự hiện diện của quý vị quan khách có mặt tại đây. Trân trọng cảm ơn bà, xin mời bà an tọa. Cùng với những ý kiến phát biểu tiếp theo, vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà trai xin phép được giới thiệu về những sính lễ ngày hôm nay. Như quý vị đang được chứng kiến với 7 chắp lễ lớn ở trên phía sân khấu, đại diện cho nghi thức đầu tiên, nghi thức của lễ ăn hỏi. Cùng với đó với 2 chắp lễ tiếp theo ở phía bàn đại diện, đó là một chắp lễ xin cưới và một chắp lễ nạp tài. Xin phép được tiến đến gia đình nhà gái để xây dựng hạnh phúc cho đôi uyên ương Hồng Nhung và Đức Hiếu. Lúc này, để đáp lại những tình cảm, những lời phát biểu của vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà trai, Mạnh Cường, người kết nối chương trình ngày hôm nay cũng xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của vị đoàn trưởng đại diện bên gia đình nhà gái cũng sẽ trở lên với sân khấu có đôi lời phát biểu cùng với 2 nội dung. Nội dung thứ nhất sẽ giới thiệu thành phần tiếp đón gia đình nhà gái tiếp đón gia đình nhà trai. Nội dung thứ hai xin phép được tiếp nhận những lời phát biểu của vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà trai và tiếp nhận sính lễ mà gia đình nhà trai đã tiến đến gia đình nhà gái. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý ông bà, thưa toàn thể quan viên hai họ, được sự ủy quyền và cho phép, tôi được thay mặt do gia đình họ nhà gái, lời đầu tiên xin gửi tới quý vị lời chào kính trọng nhất. Xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Để tiếp nối chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu về vị đại diện cho họ nhà gái. Xin thưa quý vị, đây là bà cụ thân sinh ra ông Sơn, và đây là ông chú ruột của ông Sơn, và đây là ông Sơn và bà Hạnh sinh ra cháu Nhung. Trước hết thì xin cảm ơn sự có mặt và lễ nghi của họ nhà trai. Thay mặt cho họ nhà gái, xin chân thành cảm ơn. Chúc quý vị nhà trai mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Cũng xin được trân trọng cảm ơn với những ý kiến phát biểu của vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà gái. Thưa quý vị, với những lời phát biểu đầu tiên, vị đại diện trưởng đoàn gia đình bên nhà gái cũng đã không quên gửi lời cảm ơn tới lòng nhiệt thành, sự hiện diện của tất cả quý vị đang hiện hữu ở đây. Cùng với đó gửi tới tất cả quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất mà Mạnh Cường, người kết nối chương trình ngày hôm nay, có lẽ rằng cũng như tất cả quý vị, chúng ta đều cảm nhận được rằng chính mình cũng có mặt trong những lời chúc tốt đẹp đó. Toàn bộ sính lễ với 3 nghi thức chính, nghi thức của lễ ăn hỏi, lễ xin cưới, lễ nạp tài mà gia đình nhà trai đã vừa tiến đến gia đình nhà gái. Lúc này, để trước khi đến với những bước nghi thức tiếp theo trong đại lễ ăn hỏi ngày hôm nay, thì có lẽ rằng là sẽ là những giai điệu về âm nhạc tiếp theo sẽ được gửi tới toàn thể quý vị với sự hiện diện trở lại sân khấu, tiếng hát
của nữ ca sĩ Phương Hoa để chào đón tới sự hiện diện của tất cả quý vị. Xin mời Phương Hoa. Để xây dựng hạnh phúc cho Hồng Nhung và Đức Hiếu. Và một trong những nghi thức không thể thiếu được trong đại lễ ăn hỏi ngày hôm nay, một nghi thức rất quan trọng, đó là nghi thức trao nhận sính lễ giữa hai bên gia đình. Và để trước khi cha đến với nghi thức này, thì chúng tôi những người thực hiện chương trình muốn ra mắt tới quý vị hai nhân vật đẹp nhất, hạnh phúc nhất và lộng lẫy nhất. Đây cũng chính là lý do mà quý vị có mặt tại đây để chúc mừng hạnh phúc cho họ. Với sự hiện diện của Hồng Nhung và Đức Hiếu sẽ cùng tay chung tay trở lên với sân khấu ngày hôm nay để ra mắt tới sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách có mặt tại đây. Xin mời đôi bên em sẽ cùng trở lên với sân khấu nơi đăng quang hạnh phúc của hai bạn. Thưa quý vị đang hiện diện ở trên phía sân khấu lúc này, đó là sự hiện diện của hai nhân vật chính với sự hiện diện của Hồng Nhung và Đức Hiếu. Xin phép được ra mắt và cúi chào tới sự hiện diện của tất cả quý vị. Lúc này để đến với nghi thức trao nhận sính lễ giữa hai bên gia đình trong đại lễ ăn hỏi ngày hôm nay, thì về phía gia đình nhà trai xin được trân trọng kính mời tới sự hiện diện của bà Phạm Hồng Thơm là mẹ của Đức Hiếu sẽ cùng trở lên với sân khấu để trao sính lễ. Về phía gia đình nhà gái trân trọng kính mời sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Hạnh là mẹ của Hồng Nhung sẽ cùng trở lên phía sân khấu để đón nhận sính lễ. Lớn của tất cả quý vị để chúng ta cùng chúc mừng. Đồng nàn đồng ý như tình yêu của đôi bên đương sẽ luôn luôn được đồng nàn và hạnh phúc. Xin được chúc mừng hai bên gia đình bằng một tràng pháo tay thật lớn nữa của tất cả quý vị. Vị đề chúc mừng. Vỏ đỏ ruột hồng, tấm lòng chung thủy để vợ chồng sắt son. Một tràng pháo tay thật lớn nữa của quý vị để chúc mừng. Hai bên gia đình hãy cười tươi ạ, hãy nhìn vào ống kính để các anh cameraman và nhiếp ảnh có thể lưu lại được những khoảnh khắc trọn vẹn ngày hôm nay. Thì chúng tôi cần lắm những tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị để chúng ta cùng chúc mừng.
thì đó sẽ là một tràng pháo tay thật lớn nữa của tất cả quý vị để chúng ta cùng chúc mừng của lễ xin cưới và nạp tài. Lúc này, sau khi mà gia đình họ nhà gái tiếp nhận bộ 7 chấp lễ ăn hỏi của gia đình nhà trai thì gia đình họ nhà trai còn 2 chấp lễ tiếp theo dựa trên nghi thức của lễ xin cưới và nạp tài cũng sẽ trao đến gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình sẽ cùng trao nhận với 2 chấp lễ tiếp theo. Và xin mời gia đình nhà trai sẽ mở chấp lễ để trao đến gia đình nhà gái.
sau khi mà gia đình họ nhà gái đón nhận những chắp lễ đó từ gia đình nhà trai, thì gia đình họ nhà trai tiếp tục cử vị đại diện trưởng đoàn sẽ cùng trở lên với sân khấu, sẽ có những ý kiến phát biểu để thông báo về lịch trình, thời gian để chúng ta tổ chức đại lễ vu quy cũng như đại lễ tổ chức thành hôn cho đôi uyên ương. Và vị đại diện của gia đình nhà gái sẽ có những ý kiến phát biểu để đáp lời lại với những lời phát biểu của vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà trai. Vì vậy giờ phút này đây, Mạnh Cường xin được mạn phép trân trọng kính mời tới sự hiện diện trở lại sân khấu của hai vị đại diện trưởng đoàn hai bên gia đình. Trân trọng kính mời hai vị. Kính thưa hai họ. Nhà trai chúng tôi có cái lễ xin ông bà cho cháu Nhung về làm dâu con gia đình chúng tôi, tức giờ tức là ngày 12 tháng 6 rồi năm về nhà tổ chức cho hai cháu ngày và ngày 12 tháng 6 về tổ chức tại nhà trai. Tôi xin kính mời các cụ cũng các bà là về trước để lễ thành hôn cho hai cháu ngày nay. Cuối cùng cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm tất cả các cụ cũng các bà là nhà gái là một lời chúc khỏe, thân vật chất luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Cảm ơn. Kính thưa quý ông bà, thưa toàn thể quan viên hai họ, gia đình nhà gái chúng tôi hôm nay rất vui mừng được họ nhà trai mang chầu cau đến giàn hỏi. Từ nay là miếng chầu lên dâu nhà người. Qua vị đại diện cho họ nhà trai vừa phát biểu là về giờ giấc của ngày mai, gia đình họ gái chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Xin chân thành cảm ơn. Và với cái bắt tay của hai bên gia đình đang dành tặng cho nhau thì Mạnh Cường đang cảm nhận được những tình cảm thật ấm áp, kết nối mối tình thông gia bền chặt giữa hai bên gia đình. Trân trọng cảm ơn hai vị và sẽ là một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc cho mối tình thông gia bền chặt của hai bên gia đình. Thưa quý vị, vừa qua tất cả quý vị đã được lắng nghe với những ý kiến phát biểu của hai vị đại diện trưởng đoàn hai bên gia đình. Vị đại diện trưởng đoàn bên gia đình nhà trai đã thông báo về lịch trình, thời gian tổ chức đại lễ vu quy, đại lễ tổ chức thành hôn cho đôi uyên ương, và vị đại diện trưởng đoàn bên gia đình nhà gái đã có những lời phát biểu để tiếp nhận những ý kiến phát biểu của vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà trai. Và Mạnh Cường xin được phép được thay lời cho hai bên gia đình trân trọng thông báo lại tới toàn thể quý vị để quý vị nắm được lịch trình của đại lễ vu quy cũng như đại lễ tổ chức thành hôn sẽ được diễn ra. Thưa quý vị, đại lễ tổ chức thành hôn của Hồng Nhung và Đức Hiếu được hai bên gia đình ấn định và chọn ngày lành tháng tốt, đó chính là ngày mai, Chủ nhật, ngày 10 tháng 7 năm 2022, nhằm ngày 12 tháng 6 năm Nhâm Dần. Trong buổi sáng ngày mai thì khoảng 7 giờ 15 phút gia đình họ nhà trai sẽ xuất phát lên đường để đi đón cô dâu. Thời gian đến gia đình nhà gái mất khoảng 15 đến 20 phút, nghĩa là 7 giờ 30 phút gia đình họ nhà trai sẽ chính thức có mặt tại đây và đại lễ vu quy sẽ được diễn ra vào cùng giờ đó. Đại lễ vu quy kéo dài đến 8 giờ 15 phút, đại gia đình họ nhà trai sẽ xin phép gia đình nhà gái để đón cô dâu Hồng Nhung về tại tư gia gia đình nhà trai để tổ chức đại lễ thành hôn. Và đại lễ tổ chức thành hôn sẽ được diễn ra vào khi mà hai bên gia đình nhà trai nhà gái cùng với chú rể và cô dâu di chuyển trở về đến gia đình nhà trai lúc nào sẽ tổ chức đại lễ thành hôn vào lúc đó. Vì vậy, xin được trân trọng kính mời và thông báo tới toàn thể quý vị để quý vị cùng trở về với đại gia đình nhà gái trong đại lễ vu quy và cùng trở về trong đại lễ tổ chức thành hôn của đôi uyên ương tại gia đình nhà trai. Và thưa quý vị thân mến, kể từ ngày hôm nay, đại gia đình họ nhà trai, đại gia đình họ nhà gái đã có thêm một chàng rể thảo và một nàng dâu hiền. Và vậy là những nghi thức cổ truyền để xây dựng hạnh phúc cho Hồng Nhung và Đức Hiếu trong đại lễ ăn hỏi, xin cưới, nạp tài trong buổi sáng ngày hôm nay đến đây đã được chính thức hoàn tất và thành công tốt đẹp. Lúc này Mạnh Cường sẽ xin phép toàn thể quý vị và chắc chắn rằng quý vị cũng sẽ đồng ý với những người thực hiện chương trình chúng tôi để chúng ta cùng khép lại chương trình đại lễ ăn hỏi tại đây để mở ra một tương lai tươi sáng cho Hồng Nhung và Đức Hiếu.
Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tới lòng nhiệt thành, sự hiện diện của toàn thể quý vị đã cùng trở về đây cùng với chúng tôi để tạo dựng nên sự thành công này. Thay mặt cho các cộng sự và ekip thực hiện của gia đình cũng như của trung tâm tổ chức sự kiện Ngọc Viên, xin hết được gửi tới toàn thể quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc chú rể và cô dâu trong năm hạnh phúc. Chúc gia đình họ nhà trai ra về thượng lộ bình an. Trân trọng cảm ơn và kính chào.
xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin chúc cho tất cả quý vị khách quý đang dự tiệc cùng với gia đình ngày hôm nay sẽ có một bữa tiệc thật là ngon miệng và vui vẻ. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Sân khấu trường và một tràng pháo tay thật lớn để chào đón bà Thơm đại diện có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị quan khách, vào giờ phút này tôi không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn và những lời chào trân trọng nhất đối với tất cả các quý vị có mặt hôm nay cũng như các quý vị đã đến chia vui với mẹ con nhà tôi, mừng cho mẹ con nhà tôi chén rượu nhạt. Tôi không biết nói gì hơn, tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người và chúc sức khỏe mọi người. Và
Tôi có một lời mời tất cả mọi người, dạ, là đến ngày mai vào 7 giờ hơn là đoàn đại biểu nhà trai nhà mình đi xuống nhà gái để rước dâu. Thì tôi xin mời tất cả, dạ, những người có mặt cũng như những người chưa có mặt ngày hôm nay là ngày mai đi cùng chung vui với mẹ con nhà tôi và đi rước cháu về ạ. Tôi xin con trần cảm ơn ạ, tôi xin đi. Vâng, xin cảm ơn bà Thơm rất là nhiều. Hạnh phúc của hai con trẻ ngày hôm nay, bà trân trọng cảm ơn đến sự diện của các ông, các bà, các quý vị quan khách xa gần. Lễ thành hôn của hai con chúng tôi được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày mai. Nhân dịp này, bà cũng mời tất cả các quý ông, quý bà, cô dì, chú bác. Vâng, chúng ta ngày mai, vâng, có thời gian về đây để lên đường đi đón cô dâu và cùng về tổ chức lễ thành hôn của hai con chúng tôi vào lúc 9 giờ. Một lần nữa, xin được trân trọng cảm ơn bà và bà mời mọi người cùng nâng ly thật là ngon miệng. Xin cảm ơn. Và thay mặt cho bà Thơm đại diện gia đình. Đem tình yêu tới, ngồi hát bên em người ơi.
lời yêu em là giấc mơ thôi còn xa. Vẫn muốn nói một lời yêu em là giấc mơ thôi hiền hòa. Chờ một ngày em xưa bên nhau. Hãy hát khúc hát bên nhau thở xưa, nghe bao yêu thương như vẫn trong tim. Yeah yeah yeah, hãy nói yêu anh nhé em. Cho môi không phai nơi trái tim khô. Yeah yeah yeah, xin cơn mơ sẽ qua. Cho yêu thương còn đây, xin em thôi bước trái tim khô.
đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Tình yêu thương hạnh phúc đông đầy mạnh cường đang muốn nói đến ở đây ngay lúc này, đó chính là tình yêu của Hồng Nhung và Đức Hiếu họ dành tặng đến nhau. Tình yêu của họ đã được trải qua những năm đời, những tháng chờ, trải qua tất cả những cung bậc thăng trầm của thời gian, để rồi hôm nay đây, tình yêu đó đã đủ lớn. Đôi uyên ương đã đi đến một quyết định trọng đại trong cuộc đời của mỗi con người, đó là trở về nên nghĩa vợ chồng. Để làm được điều này, đôi uyên ương đã trở về thưa chuyện với hai bên gia đình, và hai bên gia đình đã có những cuộc gặp mặt và thống nhất trong những ngày lành tháng tốt để cử hành những nghi thức cổ truyền theo phong tục cưới hỏi, và những nghi thức đó đã chính thức được hoàn tất dựa trên nghi thức của lễ chạm ngõ chơi nhà. Và trong buổi sáng ngày hôm qua, tại lễ ăn hỏi, lễ xin cưới, lễ nạp tài Hồng Nhung cho Đức Hiếu đã chính thức được hoàn tất trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Ngày hôm nay, được sự bàn bạc thêm của hai bên gia đình nhà trai, gia đình nhà gái đã chọn ngày hôm nay, chủ nhật, ngày 10 tháng 7 năm 2022, nhằm ngày 12 tháng 6 năm Nhâm Dần, để long trọng tổ chức đại lễ vu quy tại gia đình nhà gái và đại lễ tổ chức thành hôn tại gia đình nhà trai là cây trầu xin dâu. Với cây trầu xin dâu này, trước là để kính cáo gia tiên, tổ đường, gia đình nhà gái, sau là để xin thưa chuyện với gia đình của ông Lê Văn Sơn, bà Nguyễn Thị Hạnh là cha mẹ của cô dâu Hồng Nhung, để xin phép được đón cô dâu Hồng Nhung về tại tư gia gia đình nhà trai, gia đình nhà bà Phạm Hồng Thơm là mẹ của chú rể Đức Hiếu, để làm lễ tổ chức thành hôn cho đôi uyên ương, làm vợ của chú rể Đức Hiếu, làm con dâu của gia đình bà Thơm và là con cháu dâu tại tư gia gia đình nhà trai. Vì vậy, giờ phút này đây, chúng ta sẽ cũng không thể thiếu được với những ý kiến phát biểu của hai vị đại diện trưởng đoàn hai bên gia đình để đến với những thủ tục cần thiết trong buổi sáng ngày hôm nay. Lúc này, xin được trân trọng kính mời vị đại diện của gia đình nhà trai sẽ cùng trở lên với sân khấu để đến với những lời phát biểu xin phép được tín lễ xin dâu đến gia đình nhà gái. Chào phó tay thần lớn của tất cả quý vị để chào đón. Kính thưa các cụ, ông, các bà, gia đình nhà chị Thơm có cái lễ xin dâu báo cáo ông bà, và xin ông bà cho cháu Hồng Nhung về làm dâu con của bà Thơm, và ông bà hai họ nội ngoại của chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn với những ý kiến phát biểu của vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà trai đã có những lời phát biểu xin phép được đến lễ xin dâu đến gia đình nhà gái. Lúc này để đáp lại những tình cảm, những lời phát biểu của vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà trai thì Mạnh Cường cũng xin được trân trọng kính mời tới sự hiện diện những ý kiến phát biểu của vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà gái sẽ có những lời phát biểu để đáp từ. Trân trọng kính mời. Và cũng sẽ là một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị để chào đón vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà gái. Kính thưa quý ông bà, thưa toàn thể quan viên hai họ, hôm nay là giờ phút trọng đại nhất và được mọi người thân yêu cùng quý vị, và chỉ còn một ít phút nữa thôi là cháu Hồng Nhung sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Qua vị ý kiến của vị đại diện nhà trai, và chúng tôi hoàn toàn nhất trí và xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Cũng xin được trân trọng cảm ơn với những ý kiến phát biểu của vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà gái đã đại diện cho các quý vị đại diện bên gia đình của ông Sơn bà Hạnh là cha mẹ của cô dâu Hồng Nhung. Xin phép được tiếp nhận những lời phát biểu của vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà trai. Về phía gia đình nhà trai, Mạnh Cường xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của bà Phạm Hồng Thơm là mẹ của Đức Hiếu cùng với chú rể Đức Hiếu sẽ cùng trở lên với sân khấu để trao sính lễ. Về phía gia đình nhà gái, trân trọng kính mời sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Hạnh là mẹ của cô dâu Hồng Nhung sẽ cùng trở lên với sân khấu để đón nhận cây trầu xin dâu từ gia đình nhà trai. Thưa quý vị, đây chính là cây trầu xin dâu mà gia đình họ nhà trai đang trao đến gia đình nhà gái để xin phép được đón cô dâu Hồng Nhung về làm vợ của chú rể Đức Hiếu, làm con dâu của gia đình bà Phạm Hồng Thơm và làm con cháu dâu tại tư gia gia tộc họ nhà trai. Xin mời gia đình nhà trai sẽ trao cây trầu đến gia đình nhà gái.
phòng này, Mạnh Cường nghĩ rằng một tràng pháo tay sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất của toàn thể quý vị để chúng ta cùng chúc mừng. Xin được chúc mừng hai bên gia đình và với phiên chào xin chào ngày hôm nay, xin mời đại diện của gia đình nhà gái sẽ đỡ vào để thắp hương gia tiên, trở vào phía phòng hạnh phúc của gia đình nhà gái để đón cô dâu. Khi chú rể đón được cô dâu, chú rể sẽ trao bó hoa cưới đến với người vợ thân yêu của mình. Cùng với đó, hai bạn sẽ cùng chính thức trở ra với sân khấu để chúng ta cùng đến với những bước nghi thức tiếp theo để xây dựng hạnh phúc cho hai bạn. Rằng tình yêu có một sức mạnh diệu kỳ để tạo nên những phép màu có thật giữa cõi đời này. Và lúc này, để tỏ lòng cảm ơn cảm tạ tới sự hiện diện của tất cả quý vị và cũng như ra mắt tới quý vị có mặt tại đây, thì xin mời Hồng Nhung, Đức Hiếu hãy dành một cái cúi đầu thật sâu để ra mắt tới sự hiện diện của quý vị khách quý có mặt tại đây. Xin mời quý vị thân mến, có rất nhiều những nghi thức cổ truyền để xây dựng hạnh phúc cho những đôi uyên ương trong đại lễ vu quy. Và trong ngày hôm nay cũng thế, một nghi thức không thể thiếu được trong đại lễ vu quy ngày hôm nay, đó chính là nghi thức trao nón, hay còn gọi là nghi thức thắt chặt hai bên quai nón giữa hai bên gia đình để thắt chặt mối tình thông gia bền chặt kể từ ngày hôm nay. Lúc này, để đến với nghi thức quan trọng này, thì Mạnh Cường một lần nữa trân trọng kính mời sự hiện diện trở lên với sân khấu, sự hiện diện của bà Phạm Hồng Thơm là mẹ của Đức Hiếu và bà Nguyễn Thị Hạnh là mẹ của Hồng Nhung sẽ cùng trở lên với sân khấu để đến với bước nghi thức quan trọng này. Niềm tin trao cả hy vọng về một tương lai sung túc đủ đầy gia đình chồng cũng như người chồng thân yêu của mình. Và chiếc nón đã được người mẹ của chú rể thắt chặt một bên quai, một bên quai còn lại xin được trân trọng kính mời mẹ của cô dâu hãy thắt chặt mối tình thông gia bền chặt kể từ ngày hôm nay với nghi thức thắt chặt bên quai nón. Chỉ ân cần đầu tiên với sự che chở đầu tiên mà hai mẹ dành đến hai con, xin được chúc mừng đôi uyên ương trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê sẽ cùng trở lên phía sân khấu để trao tặng đến hai con những món quà ý nghĩa. Trân trọng kính mời cha mẹ. Quý vị thân mến, quan niệm của người dân Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay vẫn rất đúng đắn. Con cái là một tài sản vô giá của cha mẹ. Cha mẹ chính là những chỗ dựa lớn nhất của con cái. Tình yêu thương, lòng bao dung của cha mẹ còn lớn hơn cả những kỳ quan của nhân loại. Ngày hôm nay, hai con đã khôn lớn trưởng thành, đã tìm được một nửa yêu thương cùng trở về chung sống cuộc sống vợ chồng. Cha mẹ đang có những món quà để giao vốn tới hai con, để chúc hai con hạnh phúc trăm năm. Xin được đỡ thời cho cô dâu chú rể trân trọng cảm ơn những tình cảm chân quý thiêng liêng, những lời chúc tốt đẹp, những món quà ý nghĩa của cha mẹ. Chúc cha mẹ luôn luôn có những sức khỏe dồi dào để mãi hạnh phúc bên các con, bên gia đình thân yêu của mình. Trân trọng cảm ơn cha mẹ. Và sau món quà của cha mẹ cũng như cùng đồng hành với những bức hình, với những thước phim đẹp nhất trong ngày hôm nay, thì sau món quà này, Mạnh Cường xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình chị gái và anh rể của cô dâu sẽ trở lên với sân khấu để trao tặng tới hai em những món quà ý nghĩa. Xin mời mà chị em như thể tay chân rách lành đùm bọc giờ hai thì chúng ta hãy đỡ đần lẫn nhau. Những tình cảm thiêng liêng và chân quý mà gia đình chị gái đang dành tặng tới đôi uyên ương để chúc đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc. Chị gái và gia đình thì còn ai chưa kịp đăng ký những món quà của mình với những người thực hiện chương trình chúng tôi? Trọn đời như nụ
ngày xưa vẫn rất là cầu kỳ trong việc hôn nhân đại sự. Thường thì trong một năm sẽ chọn lấy một tháng, trong một tháng sẽ chọn lấy một ngày, và trong một ngày sẽ chọn lấy một giờ, gọi là giờ hoàng đạo, để tổ chức những nghi thức cổ truyền để xây dựng hạnh phúc cho những cặp uyên ương. Và có lẽ rằng giờ lành đã điểm. Lúc này, trước khi mà gia đình họ nhà trai, gia đình nhà gái cùng với chú rể và cô dâu sẽ chính thức xuất phát khởi hành đoàn xe hạnh phúc trở về với gia đình nhà trai để tổ chức đại lễ thành hôn cho Hồng Nhung và Đức Hiếu, thì lúc này đây, Mạnh Thường trân trọng kính mời tới tất cả quý vị sẽ cùng chào đón sự hiện diện của vị đoàn trưởng đại diện bên gia đình nhà trai. Một lần nữa sẽ cùng trở lên với sân khấu có những lời phát biểu để đáp từ và cảm ơn, và có những lời phát biểu xin phép gia đình nhà gái đến với nghi thức đón dâu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa hồi hôn, hôm nay được rất ý của hai cái gia đình để chuyển động gia đình chúng tôi trân trọng mời các cụ công các bà gái về làm hôn cho hai cháu bố tại phố Trung Nhì, phường Tân Thành. Đặc biệt xin mời ông các bà về dự buổi lễ thành hôn cho các cháu để thành công tốt đẹp cho gia đình. Xin kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn với những ý kiến phát biểu của vị đại diện trưởng đoàn bên gia đình nhà trai. Thưa quý vị, và có lẽ rằng giờ phút này đây sẽ là giờ phút mà tất cả quý vị chúng ta mong chờ nhất. Giờ lành đã điểm, đại gia đình họ nhà trai, đại gia đình nhà gái cùng với cô dâu Hồng Nhung, chú rể Đức Hiếu sẽ chính thức xuất phát khởi hành với đoàn xe hạnh phúc trở về với gia đình nhà trai để tổ chức đại lễ thành hôn cho đôi uyên ương. Giờ phút này đây, trân trọng kính mời sự hiện diện của bà Phạm Hồng Thơm, là mẹ của chú rể Đức Hiếu, sẽ cùng tiến lên với sân khấu để dẫn dắt hai con ra phía ngoài đoàn xe hạnh phúc của hai bên gia đình, để chúng ta cùng bắt đầu xuất phát trở về với gia đình họ nhà trai. Thưa quý vị, và vậy là những nghi thức cổ truyền để xây dựng hạnh phúc cho đôi uyên ương Hồng Nhung và Đức Hiếu trong đại lễ vu quy ngày hôm nay đến đây đã được hoàn tất và thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin phép quý vị để khép lại chương trình đại lễ vu quy tại đây. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tới lòng nhiệt thành, sự hiện diện của toàn thể quý vị. Chuông rền vang ngàn hoa thắm tươi hồng, bàn tay nắm tay cùng vui sướng trong lòng, tình yêu hẹn ước từ hai trái tim hồng, ngày nay kết duyên tình ta mãi đã. Thiên đường từ nay có đôi
thắm tươi hồng, bàn tay nắm tay cùng vui sướng trong lòng, tình yêu hẹn ước từ hai trái tim hồng, ân tình ta sẽ
Vâng, thưa quý vị, anh đón em đi về xây dựng quê hương thành phố Ninh Bình ngày càng đẹp hơn. Xin cảm ơn toàn thể các quý vị, chúng ta đã lắng nghe ca khúc vừa rồi. Cũng là lúc mà giờ này đây, cho phép MC Ngọc Tới thay mặt gia đình nhà trai, gia đình bà Phạm Thị Hồng Thơm, phố Trung Nhì, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, xin phép để bước vào buổi lễ thành hôn của hai bạn. Và ngay bây giờ thì xin mời hai bông hoa đẹp nhất, hai bạn sẽ cùng khởi thân trở lên sân khấu để trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, hai bông hoa đẹp nhất của chúng ta lúc này đây, hai bạn đã khởi thân trở về sân khấu, nơi đó đài vinh quang hạnh phúc đang được chào đón tân lang và tân gia nhân. Vâng, và ngay giờ này đây, xin phép toàn thể quý vị chính thức bước vào chương trình tổ chức lễ thành hôn của hai em. Thưa quý vị, hôm nay ngày đẹp nhất trong tháng, tháng đẹp nhất trong năm, năm đẹp nhất trong trăm năm cuộc đời của hai bạn đang được chào đón các quý ông, quý bà của hai quê hương Tân Thành và Nam Thành đang bất chút thời gian vàng ngọc trở về đây. Bên những ly trà, những nụ cười, ánh mắt thân thương của quý vị dành chúc mừng cho chú rể và cô dâu là một món quà vô giá mà gia đình bà Thơm đang trân trọng được đón nhận. Đúng là gặp đây thì ăn một miếng trầu, không ăn cầm lấy, cho nhau vừa lòng. Và xin phép để bước vào câu chuyện tình yêu của hai bạn ngày hôm nay. Và câu chuyện tình yêu ấy ngày hôm nay, ngày thật hạnh phúc, ngày mà hai bạn họ về chung đôi, họ về chung một nhà, chung cha, chung mẹ và rồi chung bà, chung ông. Sau khi đón hai con trở về đến tư gia của gia đình, bà Thơm thắp nén hương thơm nhất có bái yết tiên tổ thế này rằng: từ ngày hôm nay hai con chính thức đã là dâu hiền, rể thảo một nhà. Và hai bạn lúc này đây đã nắm tay nhau trên con đường hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu, đã khởi thân trở về sân khấu. Và xin mời dâu rể, hai em không quên, xin phép toàn thể quý vị một chiếc cúi chào thật sâu để cảm ơn quý vị ạ. Một tràng pháo tay thật giòn dài của quý vị. Vâng, thưa quý vị thân mến, họ thật hạnh phúc. Thưa quý vị, ngọt ngào của tạo hóa đã ban tặng cho những lứa đôi, những chàng trai, những cô gái. Và họ yêu thương nhau, hạnh phúc bên nhau như chú rể và cô dâu chúng ta ngày hôm nay. Xin được chúc mừng và cảm ơn hai em. Kính thưa quý vị, kính thưa các bác, các anh chị và các bạn thân mến. Vâng, có một nhà thi sĩ đã nói thế này rằng: có gì đẹp trên đời hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Đảng cho ta trái tim giàu, trai gái lớn lên đều có quyền tự do yêu thương và tìm hiểu. Như quý vị đã được biết, vâng, chú rể Đức Hiếu là con trai của gia đình bà Phạm Thị Hồng Thơm ở phố Trung Nhì, thành phố Ninh Bình. Anh đã đi quá nửa vòng trái đất rồi trở về chính mảnh đất đẹp giàu, phố Yết Kiêu, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, gặp được người con gái, đó là cô dâu Hồng Nhung, xinh xắn, nhỏ nhắn, dễ thương. Gặp được Hồng Nhung rồi, chàng trai Đức Hiếu có nói thế này rằng: Hồng Nhung ơi, anh đi bốn phương trời, không người con gái nào đẹp người, đẹp nét bằng người con gái Nam Thành, thành phố Ninh Bình. Và một lời hẹn ước rất đơn sơ giản dị mà Hồng Nhung có nói với Đức Hiếu thế này rằng: Đức Hiếu ơi, ước gì anh hóa thành câu, để em làm mẹ ôm nhau suốt đời. Trai yêu vợ mới chẳng rời, gái yêu chồng mới một đời không phai. Và lúc này đang đứng cạnh cô dâu xinh đẹp, đó là chú rể Đức Hiếu. Quý vị thấy anh ấy có đẹp trai không ạ? Quá đẹp trai đúng không ạ? Đẹp trai có một không hai, dáng đi khoan thai, giọng nói hiện đại, tiếng nói Việt Nam. Cô dâu thì rất là xinh xắn, nhỏ nhắn, dễ thương. Tôi có hỏi chú rể Đức Hiếu thế ạ: anh Hiếu ơi, phố Trung Nhì gần đây nhiều cô gái, sao anh không yêu mà sang tận quê hương Nam Thành thế? Thế thì Hiếu có nói với tôi: gió khổ anh ạ, gần chẳng hợp duyên cho, xa số cách mấy lần đỏ em cũng đi. Và hai chúng em gặp gỡ nhau thật tình cờ anh ạ, em nghĩ đây là ông tơ bà Nguyệt đã xe duyên. Từ khi yêu cô dâu đến bây giờ mấy năm rồi anh Hiếu? Hơn một năm rồi. Hơn một năm rồi đúng không ạ? Tháng 2 năm 2021 ấy, hai bạn rất vô tình sau một lần đi lễ hội ở Bái Đính Tràng An. Vâng, đúng là một lần đi hội cầu may để cho gái sắc gặp trai tài, để cho hai đứa phải lòng ai đó, và rồi để cho ai đó phải lòng ai. Và ông tơ bà Nguyệt đã xe duyên cho hai bạn gặp gỡ nhau. Chú rể rất mong muốn rằng ngày nào đó được đón cô dâu về làm vợ, làm dâu tại gia đình. Và ước nguyện của hai em ngày hôm nay đã trở thành hiện thực rồi, thưa quý vị. Và người ta từng nói thế này rằng: hoa sen đẹp nhất trong đầm, anh Hiếu đẹp nhất yêu thầm Hồng Nhung cô dâu. Mà yêu Hồng Nhung cô dâu ở Nam Thành thì chả được bao lâu, cũng đến lúc anh Hiếu có đôi câu phải tỏ tình. Tỏ tình thì bất thình lình, chỉ có như vậy mới lấy được người mình yêu, có phải không anh Hiếu? Đúng ạ. Vâng, chúng ta bảo đúng lắm anh ạ. Vì thưa quý vị, yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, để rồi vạn đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng quản đường xa, gần anh Hiếu đi xe buýt, xa ra ga đi tàu.
và cách kết đẹp của mối tình lãng mạn của hai bạn đó là ngày hôm nay họ đã về chung một nhà. Chọn ngày 12 tháng 6 năm Nhâm Dần, không để cho quý vị chờ đợi lâu, MC Ngọc Tới công bố lễ thành hôn của hai bạn Đức Hiếu và Hồng Nhung chính thức được bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, lễ thành hôn của hai bạn chính thức đã được bắt đầu từ đây. Cảm ơn nhạc sĩ A Sâm, anh đến từ đoàn đám săn Bờ Lê Cu, Gia Lai, Đắk Lắk, đã về đây hòa âm phối khí những ca khúc thật là hay. Cảm ơn toàn thể quý vị đang dành những tình cảm để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Và Đức Hiếu và Hồng Nhung, hai bông hoa đẹp nhất thân mến, bây giờ thì hai bạn sẽ cùng nắm tay nhau và bước vào những nghi lễ trang trọng ngày hôm nay. Thưa quý vị, về phía bên tay phải hôn trường là cặp bánh cưới thật là ngọt ngào hạnh phúc, và xin mời hai bạn cùng di chuyển đến đó và cùng tay trong tay chia sẻ những ngọt ngào hạnh phúc. Cặp bánh cưới màu trắng tinh khôi, màu xanh của hòa bình, màu hồng là hạnh phúc của hai người với nhau. Hiếu có nói với Nhung: nắm tay em thật chặt, anh giữ tay em thật lâu, để rồi mình cùng đưa nhau hạnh phúc trong suốt cuộc đời này em nhé. Xin chúc mừng hai em. Và Hiếu thân mến, những sự ngọt ngào dành cho ông Nhung rồi, ngày hôm nay cặp bánh cưới này thì em sẽ dành tặng cho người vợ yêu thương của mình một chút ngọt ngọt, tức là ý là bón cho cô dâu đấy ạ. Chú Thể bảo: anh ơi, bây giờ em dùng dao hay dùng tay hay dùng môi, dùng gì tùy anh. Quý vị xem Đức Hiếu chú Thể lãng mạn như thế nào đấy. Mời Hồng Nhung chuẩn bị đón nhận ngọt ngọt. Kính chào quý vị, rất tuyệt vời đúng không? Ôi giời ơi, quá là lãng mạn rồi đúng không ạ? Vâng, cảm ơn Đức Hiếu rất nhiều đã dành tất cả những gì mật ngọt, hạnh phúc, tình yêu cho người vợ của mình và một chiếc bánh ạ. Cảm ơn hai bạn. Và xin mời hai bạn trở về bên tay trái của trường. Bước vào nghi lễ tiếp theo, đó là lễ rất xẻo. Khát khao cháy bỏng, họ mong muốn ngày nào đó về bên nhau, thì ngày hôm nay đã trở thành hiện thực, thưa quý vị. Và chai rượu sâm banh đầu tiên đã được hai bạn cùng khui ra, và những dòng rượu đầu tiên đã bắt đầu tuôn chảy, được ví như một dòng thác tưới mát hạnh phúc cho hai bạn trong suốt cuộc đời này. Và thưa quý vị, đây những chiếc tháp chiếc ly đang được quay tròn như một vòng tròn của trái đất của tình yêu, là sự nó ấm hạnh phúc của hai bạn. Và những chiếc tháp chiếc ly được xếp thành tầng thành lớp, được ví như một lâu đài tình ái. Lâu đài tình ái ấy, ngày nào đó có anh và em chung sống trong lâu đài tình ái này. Chúc hai em Đức Hiếu và Hồng Nhung bằng vậy sang năm họ sẽ có tiếng cười của trẻ thơ. Vâng, thưa quý vị, rất tuyệt vời đúng không ạ? Và ngay bây giờ chúng tôi trân trọng kính mời bà Phạm Thị Hồng Thơm là đấng sinh thành của chú rể. Xin mời mẹ sẽ khởi thân lên sân khấu. Trước tiên cảm ơn đến toàn thể quý vị và một nụ cười rạng ngời hạnh phúc trên môi của người mẹ thảo hiền chú rể. Một đời tần tảo sớm hôn, nuôi con trai khôn lớn và trưởng thành. Và ngày hôm nay rất là vui mừng hạnh phúc, con của mẹ đã tìm được cái nửa của riêng mình. Nâng ly rượu Hiếu để cảm ơn người mẹ thứ hai trong cuộc đời của mình ngày hôm nay. Và quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn ly rượu Hiếu mà cô dâu chú rể đang kính mẹ. Xin mời mẹ và hai con cùng nâng ly. Vâng, em xin Ngọc Tới đến từ 1 đến 3. Quý vị dô thật to đúng không ạ? 1, 2, 3, dô! 2, 3, dô! 2, 3, uống! Chúc mừng, hạnh phúc! Xin cảm ơn mẹ và cảm ơn anh em. Vâng, thưa quý vị, ly rượu tình, ly rượu ra bôi, hai bạn cùng uống. Lời thề sốc hẹn biển của Đức Hiếu và Hồng Nhung ngày hôm nay, mà Đức Hiếu có nói với Hồng Nhung: mình mãi hạnh phúc bên nhau suốt cuộc đời này em nhé. Mời hai bạn hoặc tay vào nhau đi. Vâng, và quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai bạn họ sống vui hạnh phúc trong năm trong suốt cuộc đời này. Sự ngọt ngào hạnh phúc đó thì Đức Hiếu có nói với Hồng Nhung: em ơi, có tiên tổ mới có mình, có tiên tổ mới có tình đôi ta. Và Nhung ơi, hôm nay em của anh đẹp, đẹp hơn 1.000 bông hoa. Xin phép toàn thể quý vị cho hai bạn ra để rót những chén trà thơm thảo. Cảm ơn đến toàn thể các quý vị. Và ca sĩ Bảo Thanh sẽ gửi đến quý vị một ca khúc để thay lời chú rể cô dâu. Cảm ơn quý vị. Quý vị, và sau đây xin được quý vị là điều mời nước mời trà.
chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà mời người xem. Trà này ngon lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho em vui lòng. Là rể thảo của hai bên gia đình. Cảm ơn nghệ sĩ Bảo Thanh rất nhiều đã gửi gắm một ca khúc vô cùng ý nghĩa, đó là bài hát Mời Chầu dân ca quan họ Bắc Ninh say đắm lòng người, để cảm ơn đến toàn thể quý vị. Quý vị thân mến, đúng là mấy khi khách đến chơi nhà, hát lời rót xuống chén trà mời nhau, để anh rơi một miếng chầu, dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Và thưa quý vị thân mến, hôm nay trở về với gia đình nhà trai, nhà gái chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Cảm ơn gia đình nhà bà Thơm, anh em bạn bè, bà con lối phố đã đón tiếp chúng tôi như chính những người thân trong gia đình. Và trân trọng cảm ơn đến sự diện của toàn thể quý vị cũng như chính thức chào dâu. Chúng tôi trân trọng và giới thiệu khởi thân trở về sân khấu ngày hôm nay, đó là sự diện của bác đoàn trưởng bên gia đình nhà gái. Xin được hân hoan và chào đón. Kính thưa quý ông bà, thưa quan viên hai họ, thưa toàn thể hồi hôn, thay mặt cho gia đình nhà gái, lời đầu tiên tôi xin chân thành gửi tới quý vị cùng toàn thể hồi hôn lời chào trân trọng nhất. Xin kính chúc quý vị mạnh khỏe và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, thật là một buổi lễ vô cùng tốt đẹp, làm hài lòng mọi người. Hôm nay gia đình chúng tôi rất vui mừng và trao gửi cháu gái chúng tôi cho ông bà và quý họ nhà trai. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn, chúc quý vị hạnh phúc, mạnh khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, trong tình yêu thì bất kỳ một cô gái nào cũng vậy, trong lúc đang yêu, được yêu
được sống những tháng ngày hạnh phúc bên người mình yêu, thì mong muốn ngày nào đó chàng trai yêu thương của mình tặng mình cặp nhẫn cưới. Và Hồng Nhung thân mến, ước nguyện của em ngày hôm nay sẽ trở thành hiện thực, đúng không ạ? Chú rể rất sẵn sàng rồi, thưa quý vị. Cô dâu ơi, hãy cười tươi lên nhé. Chú rể ơi, hãy hé nụ cười. Chúng mình cùng trao nhau cặp nhẫn cưới thật là xinh tươi. Vâng, và xin mời hai bạn. Một sớm yên lành, một chàng trai của phố Trung Nhì, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, một cô gái xinh đẹp của phố Yết Kiêu, phường Nam Thành. Lời thề ăn ước của hai bạn từ giờ phút này đã trở thành hiện thực. Và không thể thiếu được những giây phút thiêng liêng hai bạn dành cho nhau, đó là trao nhau cặp nhẫn cưới của ngày hôm nay. Một sớm yên lành, một ngày thật hạnh phúc để đón hai bạn trở về sum họp một nhà. Và họ đang trao nhau cặp nhẫn cưới. Cặp nhẫn cưới là một vòng tròn, là điểm mở đầu, không có bao giờ kết thúc, là sợi dây ràng buộc của hai người. Từ giờ phút này họ chính thức là vợ là chồng của nhau. Vâng, quý vị thân mến, sau khi chú rể cô dâu trao nhau nhẫn cưới rồi, xin hỏi mọi người ở phía dưới hậu trường ạ, quý vị còn đề nghị chú rể cô dâu còn gì để trao nữa không ạ? Còn gì không ạ? Làm sao ạ? Hôn hối giỏi ơi, mấy em gái Ma Hồng ở đây bảo hôn đã đành, mấy bác U5765 ngồi đây bảo hai đứa hôn đi. Anh có làm được không? Khó. Khó. Từ khi yêu cô dâu đến bây giờ, tôi hỏi anh phải khai thật, 2 năm rồi, gần 2 năm rồi. Đã hôn cô dâu lần nào chưa? Hay mới nắm tay? Có chưa? Hôn nhiều lần chứ. Vậy là khai thật anh bảo có hôn cô dâu rồi. Hôn cô dâu thì chỉ có hai người được biết. Và hôm nay mọi người có đề nghị là anh hôn cô dâu tại hôn trường này. Anh làm được chưa? Em cố được. Làm cố được. Trước khi nó được diễn ra thì tôi tâm sự với anh Hiếu khoảng 25 giây. Anh Hiếu thân mến, hôm nay cô dâu xinh đẹp là của riêng anh đúng không ạ? Nhà này rất to, là nhà của anh muốn làm gì thì làm. Bây giờ anh hôn vào má, vào trán hay vào môi? Ba cách đó anh chọn cách nào? Cả ba cách hay là cách ba? Hôn vào môi chứ. Hôn vào môi đúng không ạ? Hôn vào môi chắc chắn là có một trai một gái rồi đúng không ạ? Vâng, và bây giờ xin mời chú rể quay về cô dâu ạ. Cô dâu quay về chú rể. Hai tay chú rể đặt vào chỗ nào mềm nhất của cô dâu? Chỗ nào mềm nhất? Mềm nhất ạ. Đây eo cô dâu mà sao lại má. Hai tay cô dâu đặt vào chỗ nào cứng nhất, chắc nhất của chú rể? Cứng nhất, chắc nhất là chỗ nào? Chỗ nào ạ? Đúng rồi, vào vai. Này, mấy em gái Ma Hồng chưa chồng nhà gái đừng nghĩ ban tổ chức xiên xỏ nhé. Vâng, vai là cứng nhất, chắc nhất đúng không các bác? Là nơi hai bạn tựa kể vào nhau. Và anh Hiếu thân mến, hôm nay này mấy cháu nhỏ dưới 16 tuổi quay dưới. Không được như thế này, tránh tình trạng mô lê tê phê. Hôm nay các anh phóng viên nhiếp ảnh truyền hình Ninh Bình đang truyền hình trực tiếp tại sân nhà. Anh Hiếu thân mến, bây giờ tôi cho anh có 3 giây chuẩn bị lấy đà hôn cô dâu. 3 giây bắt đầu. 3, 2 và một tràng pháo tay của quý vị ạ. Vâng, rất tuyệt vời, kính thưa quý vị. Vậy mà lúc nãy là Hiếu anh bảo chưa hôn cô dâu lần nào, tôi thấy là quá là chuyên nghiệp, thưa quý vị. Vâng, xin chúc hai em trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin cảm ơn chú rể cô dâu rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, sau món quà mà hai bạn dành cho nhau đó là cặp nhẫn cưới ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu trở lên sân khấu ngày hôm nay rất là vui mừng, hạnh phúc và vinh dự cho chú rể cô dâu được đón nhận món quà của ông bà nội. Và xin mời ông bà lên sân khấu. 81, bà 80. Vâng, rất tuyệt vời. Mời hai ông bà khởi tên lên sân khấu. Hai bà có món quà và chụp ảnh lưu niệm với hai cháu luôn ạ. Có một tràng pháo tay thật lớn để chúc ông bà trường thọ. Xin cảm ơn ông bà ngoại, ông bà nội. Tiếp theo ạ, xin mời lên sân khấu ạ. Là món quà tiếp theo ạ. Xin mời lên sân khấu là món quà của mẹ chú rể. Xin mời mẹ Thơm lên sân khấu. Tảo sớm hôm, người con trai khôn lớn và trưởng thành. Mong con trai khôn lớn trưởng thành ngày hôm nay, điều ước của mẹ đã trở thành hiện thực. Vâng, và ngày phúc của hai con đó là một vòng tay yêu thương dang rộng của mẹ che chở, một nụ cười ánh mắt thân thương ấy để chúc phúc cho hai con. Xin mời Hồng Nhung cô dâu, người con thứ hai trong gia đình, từ giờ phút này về làm dâu tại gia đình nhà mẹ. Một món quà ấm áp yêu thương để mẹ chúc phúc cho hai con. Chúc hai con ăn ở ấm êm, trên kính dưới nhường, hạnh phúc vuông tròn. Đó là những gì mẹ mong muốn nhất. Thay mặt những người làm chương trình, xin được cảm ơn mẹ rất là nhiều. Một món quà, một kỷ vật để tặng hai con yêu. Và bây giờ một chút vốn ạ. Sau khi món quà, một kỷ vật rồi là một chút vốn mẹ tặng hai con. Của ít lòng nhiều, mẹ cho các con 9,
chúc các con làm nên 10. Vâng, thật hạnh phúc thưa quý vị. Và dâu rể hai em đang được đón nhận những món quà. Vâng, những tình cảm vô cùng yêu quý mà mẹ đang chúc mừng hạnh phúc của hai con ngày hôm nay. Vì thưa quý vị, chúng ta đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng một đời, không ai khổ bằng cha. Và giây phút này đây thì cô dâu Hồng Nhung vô cùng hạnh phúc và phấn khởi. Không hạnh phúc nào bằng có nói với chú rể Đức Hiếu thế này: em cảm ơn mẹ anh sinh ra anh để yêu em tha thiết. Xin cảm ơn mẹ. Và mời mẹ đứng lại sân khấu đi ạ. Mẹ, hôm nay em xin học tới từ thành phố Tam Điệp ra đến đây rất là vui mừng, phấn khởi. Tiền của chả có gì tặng mẹ cả. Xin chỉ có một câu thơ con tặng mẹ thế này nhé: mẹ ơi, cuối năm nay hoặc sang năm con trở lại thăm nhà. Trên tay mẹ có tiếng cháu nội gọi bà gọi ông, mẹ chọn đi ạ. Cuối năm hay sang năm? Cuối năm ạ. Vâng, mẹ bảo càng nhanh càng tốt anh ạ. Vâng, và chúc mẹ cuối năm nay con trở lại thăm nhà. Trên tay mẹ như thế này đấy thưa quý vị. Ơi, mẹ xuống tiếp đi ạ. Vâng, xin cảm ơn mẹ. Vậy chúc mẹ cuối năm nay con trở lại thăm nhà. Trên tay mẹ có tiếng cháu nội gọi bà gọi ông. Chắc chắn rằng mẹ ơi, cháu nội cháu trai đầu lòng, 5 năm sau cháu gái tiếp theo. Ước nguyện của mẹ thành hiện thực. Quý vị nào một tràng pháo tay đi ạ. Vâng, xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, xin được cảm ơn mẹ đã có kỷ vật tặng hai con. Và tiếp theo ạ, xin mời lên sân khấu anh em như chân với tay, như gốc với rễ và như cây với cành. Và đây là món quà của em trai chú rể, cũng có những kỷ vật để tặng anh chị của mình ngày hôm nay. Xin mời anh em lên sân khấu. Vâng, rất tuyệt vời. Mọi ngày thì ăn chung mâm ngủ cùng giường đúng không ạ? Từ ngày hôm nay thì anh lấy vợ rồi. Vâng, mặc dù rất vui, nhưng bên cạnh đó là những tình cảm tốt đẹp. Anh Hiếu ơi, mía ngọt nên đánh cả cúc nhá. Dạo này rất em trai mình về Nam Thành. Cảm ơn em và chúc em luôn mạnh khỏe và cũng sớm có ngày vui nha anh chị. Và chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn em trai của chú rể đã có những món quà tặng hai bạn ngày hôm nay. Vâng, tiếp theo xin mời những món quà đến từ hai bên gia đình, bên nội và bên ngoại của nhà chú rể. Mời các bác bên nội, sau bên nội là bên ngoại. Cảm ơn những món quà của ông bà nội vừa rồi đã chúc mừng hạnh phúc của hai bạn. Vâng, bên nội có những món quà cùng với bên ngoại. Sau bên nội là bây giờ xin mời bên ngoại có những món quà để tặng chú rể cô dâu. Kính thưa quý vị, ông bà ngoại của chú rể, mặc dù ông bà đã đi xa nhưng tâm niệm luôn dành lại những tình cảm tốt đẹp, một chút quà để tặng hai cháu. Và ông bà đã ủy quyền cho gia đình bác Thảo sẽ lên sân khấu thay mặt cho ông bà tặng hai cháu một món quà. Xin mời sư thầy Thích Đàm Thảo là bác của chú rể được sự ủy quyền của ông bà ngoại lên sân khấu tặng hai cháu món quà ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, mặc dù ông bà đã đi xa nhưng những tình cảm đó luôn dành cho cháu trai của mình. Mong ngày cháu về chung đôi ngày hôm nay đã trở thành hiện thực. Món quà ấy ông bà đã ủy quyền và để lại cho sư thầy Thích Đàm Thảo có món quà để tặng hai cháu. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn. Tiếp theo cũng xin mời gia đình bác Thích Đàm Thảo cũng có món quà để tặng hai cháu. Sau gia đình nhà bác là xin mời gia đình nhà bác Bình cũng có món quà tặng hai cháu lên sân khấu. Sau gia đình bác Bình, xin mời gia đình bác Trư, gia đình bác Văn, gia đình cậu Tuấn. Nhà trai lắm anh em lắm thưa quý vị. Vâng, rất tuyệt vời. Xin mời các bác lên sân khấu có món quà để tặng hai cháu. Xin mời các bác. Xin mời các bác lên hết luôn ạ. Gia đình bác Trư, bác Văn, gia đình cậu Tuấn. Ở đây có món quà tặng hai con. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc bên nhau trọn đời. Một tràng pháo tay quý vị dành cảm ơn gia đình bác Trư tại Sài Gòn. Vâng, rất tuyệt vời đúng không ạ? Đã bay về đây món quà tặng hai cháu với lời chúc mừng và mong rằng là buổi lễ thành hôn tốt đẹp thì hai cháu vào một tuần chân mật Sài Gòn với nhà bác. Vâng, xin cảm ơn các bác, các cậu mợ rất nhiều đã có món quà tặng chú rể cô dâu ngày hôm nay. Cảm ơn các bác, bác Bình, bác Trư, bác Văn, cậu Tuấn. Và tiếp theo là xin mời anh Cường, chị Thủy
và cháu Ngọc Anh cũng có món quà lên sân khấu tặng luôn cho chú rể của cô dâu ạ. Xin được cảm ơn những món quà của anh Cường, chị Thủy, cháu Ngọc Anh đang chúc mừng hạnh phúc cho Đức Hiếu và Hồng Nhung ngày hôm nay. Và quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn hai bên nội ngoại đã có những kỷ vật tặng chú rể và cô dâu ngày hôm nay. Vâng, và để thay lời cảm ơn những món quà đó, ngay bây giờ ca sĩ Bảo Thanh sẽ liên tục chương trình một ca khúc tiếp theo để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
xin cảm ơn nghệ sĩ Bảo Thanh rất là nhiều. Trong tình yêu thì không thể thiếu được lúc giận, lúc hờn. Giận nhau rồi lại càng yêu nhau hơn. Tiếp về phía nhà trai, Bác Quảng Trường sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn, nhận dâu và xin được trao về. Và xin được đồng nhận chào đón lên sân khấu là sự diễn của Bác Đoàn Trưởng bên gia đình nhà trai, tức là ông nội của chú rể. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón ông. Kính thưa hậu hôn, hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Hôm nay hai họ nội ngoại, nhà trai và nhà gái về đây, và các bác ông bà phố xóm chung nhì về đây, các bạn bè thân xa của hai cháu của bố mẹ hai bên về đây về dự. Cuối cùng gia đình chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi, không biết gì nói hơn. Xin chúc hai họ luôn luôn mạnh khỏe. Xin cảm ơn đại diện bên gia đình nhà trai, đó là ông nội của chú rể là Đoàn Trưởng. Không biết nói gì hơn, ông cảm ơn tới sân diện của gia đình nhà gái, rồi cảm ơn nhà trai, cảm ơn chính quyền địa phương, anh em, bạn bè, bà con khu phố đã tạo điều kiện giúp đỡ lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi giờ phút này đã đang và chuẩn bị thành công tốt đẹp. Xin chúc ông cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, trân trọng và cảm ơn. Kính thưa quý vị, sau khi lên phát biểu cảm ơn đến tất cả quý vị trở về hôn trường ngày hôm nay, đó là ông nội của chú rể, thì đứng cạnh chú rể Đức Hiếu ấy, tôi thấy anh ấy nói rất nhỏ vào tai cô dâu, bé lắm, tôi nghe rõ lắm đấy quý vị, mà hay lắm đấy quý vị nhé. Anh có nói thế này: Hồng Nhung ơi, hôm qua chúng mình còn ở đôi đường, đêm hôm nay chúng mình đã cùng giường với nhau để gìn giữ tình yêu hạnh phúc dài lâu. Đố mấy cô gái ngồi khóc đây biết đêm nay chú rể cô dâu họ sẽ cùng nhau làm gì. Em này bảo dễ lắm anh ấy, anh ạ, đêm nay anh chị ấy bóc phong bì. Mà không phải vậy đâu em ạ, mà Hiếu có nói với Nhung thế này rằng: Nhung ơi, yêu em đã gần 2 năm rồi, chưa đón em về, đêm nào ngủ một mình, tay trái tay phải anh để trên đầu, than vắn rồi lại thở dài. Từ đêm nay đón em về rồi, không biết anh để ở đâu bây giờ. Thế thì Nhung rất dí dỏm đáp lại Hiếu thế này rằng: Hiếu ơi, từ đêm nay đón em về rồi, anh ngủ tay trái tay phải, anh muốn để chỗ nào thì tùy anh. Vâng, để chỗ nào thì tùy. Bây giờ cô chú có một ca khúc để tặng hai cháu, xin mời cô chú đến từ gia đình nhà trai. Mời chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón giọng hát của cô Tứ Trụ. Xin gửi tới hội hôn bài hát Chèo, Duyên Cao Tình Chầu. Tà Nguyệt xe duyên, anh hùng xanh với thuyền quyên một nhà, thương nhau tình nghĩa đậm đà, trao câu ước hẹn mặn mà thủy chung. Hãy
này cũng là ca khúc để khép lại chương trình văn nghệ chúc mừng buổi lễ thành hôn của hai bạn ngày hôm nay. Xin được thay mặt cho gia đình Bà Thơm một lần nữa xin được cảm ơn các quý ông quý bà, cô dì chú bác đã trở về chúc mừng hạnh phúc của hai bạn. Chúc hai gia đình nghĩa vàng đá sum vầy đầm ấm, cảnh gia đình tươi thắm nở hoa. Chúc các cụ tuổi cao các bạn sống trăm năm trẻ mãi không già. Chú rể chúc cô dâu năm nay tổ chức sang năm mế bồng. Chúc các em gái tuổi Mão Hồng ở Nam Thành nay mai rồi lại lấy chồng về Tân Thành như cô dâu. Buổi lễ thành hôn của hai bạn Tấm Bản Nhung xin được khép lại. Chúng tôi chỉ muốn nói với quý vị thế này rằng người ơi người ở đừng về, xin trân trọng và cảm ơn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Đẹp nụ cười quân vương vừa ý và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa, anh kết lầu hoa bằng thơ tình anh, cho mắt em xanh đến tận muôn đời, chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi thì lâu đài mang tên tình ai.